Hello, chào tất cả các anh em ạ. Bữa nay mình sẽ test cái máy 120 sò D. Ở ngoài là 60 sò. Đây mỗi bên 30 sò. Đây bên đây 30. Là 60 kèm vô 60 con D. Là 120, 120 con D cơ lai điện tử nha. Đây là cái bầm điện tử. Đây mình sẽ gửi cho anh em xem bên trong nha, bên trong của máy. Này. Đây là cái bo mạch điện tử ở trong. Xài ba chạy ba tăng phô nha. Đây. Chạy ba tăng phô nha anh em. Đây là một cái tăng phô, đây là hai cái tăng phô. Đây. Bên trong là dàn đê nha anh em. Đó, ba tăng phô. Rồi đây mình sẽ test cái phần thấp nhất. Đây là cái volume chỉnh anh em, chỉnh mạnh yếu. Tại vì cái này anh xài không xài bom xung. Nếu có bom xung thì mình sẽ gắn cái mặt bom xung cho anh em. Đây là cái bu liên chỉnh mạnh yếu. Đây là phần yếu nhất nè. Nó yếu nhất đó. Rồi. Nghe tiếng máy tiêu rồi thấy cắt không? Trong không? Yếu nhất mà đưa cái là phục lên liền anh em nè, thấy không? Đó. Đó là phần yếu nhất. Rồi sẽ mạnh lên. Mạnh lên. Tiếng máy nó khác gắt hơn không? Mạnh lên, đó, nặng lên, đó. Sáng cực kỳ. Nóng mặt luôn anh em ơi. Đó là mạnh nhất. Đây là phần nếu mà mình đánh xong á. Cái máy này nếu mà đánh cái độ nước cỡ tầm chừng 3 đến 3 mét, 3 mét mấy á. Các anh em đi 7 8 là cá lên đều rồi. 7 nè. Nè cái hành chỉnh này có cái tiếng khác nhau là thấy không? Nè. Nó lên tiếng cho nó trong vậy là ok. Trong vậy là cá là lên rất đẹp. Cái mạch này là cá lóc lên rất chuẩn anh em. Cá chê là các anh em quên theo nó lội theo giật luôn á. Goofy thì khỏi nói, goofy bóp phát một xong. Đó, 9 nè. Đó. 9 là cái tiếng nó khác, 8 nè. 9 là tiếng khác, 10 là tiếng khác. Đó không? Cái tiếng nghe các anh em nghe khác không? Đó. Chỉnh từ từ cho anh em mới nghe. Đó. Khác liền. Máy không nóng anh em. Máy rất mát luôn nha. Chạy không giờ nóng. Máy này cực kỳ khủng. Máy này đánh sông lớn luôn anh em. Sông lớn rồi nước sâu có 5-6 mét thì 4-5 mét thì đó thì đánh ok. Chạy 3 tân phô. Đây là cái bộ mặt điện tử. Tại vì cái anh này anh xài anh chiên mà anh không chơi bom xung đâu. Anh ở Sóc Trăng. Anh không cần xài bom xung, anh xài cái 82 về anh đánh kinh chứ cửa nhà anh nước cũng cạn. Tầm cái nó lỗ 2 mét, 2 mét ngoài trở lại, anh đánh cái 82. Bây giờ anh đặt thêm một cái 120 nữa, anh đánh sông lớn. Quá đã luôn. Đây, sò. Máy rất đẹp, gọn nha anh em. Nó 120, 120 con nhưng mà nó tầm chưa có 3 tấc. Hộp 3 tấc. Cực kỳ. Đây là kẹp cộng anh em ơi. Tại vì này là mình rút thêm một rút nữa là cho về cho dễ không được kẹp ngựa cọc. Đây, cái mạch mình không có xài chống ngựa cọc. Đây. Là dây trừ. Kẹp trừ. Dây này dây ga giật. Đây hai dây ga giật. Dây rút này dây ga giật nè. Dây này dây mát. Cò bóp đều có sẵn hết. Nè. Vậy các anh em cứ vô là rút. Số 7 mà cực kỳ, ngồi kế bên cách xa gì nữa. Cả thước máy á. Này, nó thước máy nó nóng mặt luôn. Nó đi cái số 7 á. Số 6 nè. Dữ lắm, khủng. Cực kỳ khủng. Rồi, chào anh em, các anh em xài cứ liên hệ với mình. Tất cả các dòng máy. Rồi chào anh em, các anh em xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nha, cho mình một like để chia sẻ nha. Rồi chào anh em.